Hai, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay trời mưa nên mình ở nhà nữa, nên mình có làm thêm cái mâm cá cơm chiên bột. Thì bột này thì mình mua bột bình thường mình chiên thôi, bột chiên giòn, mà đặc biệt các bạn muốn giữ bột này mình không ăn tới chiều á thì mình đừng có bỏ trứng vô, khi mà mình làm đừng có đánh trứng vô với bột thì nó sẽ giữ được độ giòn nó lâu hơn, mà đặc biệt thì nó vẫn ngon như bình thường thôi. Ăn kèm với nước mắm tỏi ớt nha mọi người. Đây xin mời mọi người. Với lại hôm nay cũng mùa mưa, trời đặc biệt cái món này nha mọi người, người miền Tây mà ăn là bao ghiền luôn. Ai người miền Tây thì đặc biệt không bao giờ bỏ qua được món này hồi xưa nha. Mẹ mình chuyên môn ở nhà. Ta nói hả, cứ nghĩ là bài ra làm món này món kia, tại người miền Tây thích ăn cuốn lắm. Cuốn rau, cuốn này cuốn kia. Trời ơi. Ta nói hả, chiên có một mâm mà cả nhà xúm ăn, tao nói nó đã ơi là đã. Mời mọi người nha. Cái này thì mình ăn bóc nha mọi người, ăn bóc thì nó ngon hơn chứ đừng có ăn rau, ăn công tử tiểu thư mệt lắm. Ăn kèm với bún nha, còn ai muốn ăn không thì ăn, còn mình thì mình ăn với bún cho nó no luôn. Đây, để mình làm thử một cái nha. Cái này thì bẻ ra nha mọi người, đừng có ăn hết khó cuốn lắm, bẻ ra mình cuốn. Tùy em nè. Cái này đặc biệt mình mà chiên á, mình đừng có bỏ trứng gà vô, mình bỏ trứng gà trứng vịt vô á là mình chiên nó mau mềm lắm. Cái tại vì mình cũng đâu có ăn liền đâu mọi người. Ăn cũng đâu có hết. Dạ. Đây xin mời mọi người nha. Cái này mà chấm với chén nước mắm nữa, trời ơi thôi rồi luôn, mùa mưa này là xuất sắc mọi người ơi. Rất ngon. Mùa dịch này á, mình mua cái gì nhẹ và mình làm ăn chắc chắn hơn. Tại nhiều khi không phải người ta làm dơ mà không biết ai bệnh, mà lâu mình cũng biết mình bệnh mà người ta cũng biết người ta bệnh, nên thôi mình ăn ở nhà cho chắc. Trời dịch này mà mùa mưa nữa ha mọi người, chán á, không muốn ra đường luôn á. Thôi là hôm nay nghỉ á, chứ mùa mưa mà đi làm cũng lười lắm. Đặc biệt nha mọi người, tôi nói dịch chứ mấy con mẹ nước ngoài mà còn ở nước mình á, đó đây đây làm lắm, không biết là mấy mẹ không có khẩu trang hay là sao mình không biết, đi vô sợi không bao giờ đeo khẩu trang, mà người ta phát khẩu trang ấy, thì đeo đưa cái miệng thôi, đeo miệng thôi còn mũi để lại, mà cứ lại hỏi mình nhiều khi cái nào mình biết đi anh thì mình trả lời không biết nữa, đâu dám đứng kế bên. Trời ơi lây bệnh chết á, mình cũng biết người ta làm sao đâu. Mà đặc biệt nha, người ta nói hả, em tôi thấy mình thấy đó, người ta nói cách ly chứ quán xá nào cũng còn bán, mà người ta lại mua nhiều hơn nữa chứ. À quên, có mua mấy mẹ mực nữa, có để luộc con hấp con mực ở đây nè, họ mực ngon lắm mọi người, mực ta vừa kéo lưới lên đó mua liền luôn, sáng sớm mình đi chợ sớm á. Nó là bộ rất là giòn, ăn nó cũng ngon lắm, không bỏ trứng cho ăn vẫn ngon bình thường. Thử mọi người làm theo như mình đó, chiên đừng bỏ trứng vô, nhưng mà để chiều nó chẳng còn giòn nha mọi người. Đây, xin mời mọi người nha. Tôi nói cái cải này nè, mình để ăn cải này thôi, salad thì mình không thích ăn nha. Cuốn gì thích ăn cải này nó nồng nồng á, ngon lắm. Ăn thêm rắp cá, dưa leo rồi nè. Trời ơi, tôi nói ăn là nhức nách luôn. Mời mọi người nha. Tôi nói hả, mời thôi chứ người ta cũng coi chứ ai đâu ăn được đâu, mời mời lịch sự chứ. Sẵn tâm sự với mọi người, mình nó thì làm siêu thị nó cũng có, như mình làm nghề dịch vụ mà làm dâu chăm họ chứ. Mấy con mẹ mày đi siêu thị nha, tao nói trời wow, ngang ngược lắm. Mình không tặng cái đó là không có chương trình tặng nha, nhưng mà hết á họ canh, mình không tặng cũng canh, họ điên cấp. Nó cười á. Có người bạn cấp á. Lấy nhét 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 cái nguồn đóng đồ vậy. Để nhét xuống. Xong mà canh cho mình, không có mình trong lấy đi. Mà mình phát hiện mình đi theo. Đi theo thì nó bắt đầu à, quên, lỡ. Trời ơi, tao nói thôi mệt lắm.
sẵn đây mình nói chuyện chủ thời cho chơi nghe. Có mấy anh chị nha, cho sang mồm sang tay lắm. Như siêu thị tao nói cái gì cũng lấy, cái lộn què gì cũng lấy đó ha. Nói cho đã tay đã chân, tao nói ha, cái lồn què gì cũng lấy xong ra trả lời một xe mà người ta đâu có biết. Mọi người lấy một đấm vậy mà một cái quậy mà nhiều khi siêu thị hai lầu, đồ ăn ở dưới, bột giặt nước giặt ở trên. Trời ơi, tao nói ha, đi trả muốn lòi con mắt. Mà nhiều khi mình bán bột giặt mà mình đi kiếm bột ngọt ở đâu biết đầu đường, trả một đống. Tao nói mấy người đó không biết có suy nghĩ gì mà vô siêu thị làm vậy nữa. Đồng ý thì đi siêu thị, chứ không mua thì người ta đi chơi. Không mua nào được thì mua nào được thôi. Trời ơi, tội nghiệp tụi tôi chứ mọi người. Ăn thử miếng mực nha mọi người, mực cháo nước mắm thì cũng ngon á. Giòn gụm mực mới lắm. Mình hấp với hành. Mực người ta mới kéo lưới lên á, ăn ngon lắm. Ăn nó giòn rụm như khấu à. Hấp sơ sơ thôi, đừng hấp chín quá mọi người. Mình thì ăn hải sản hay gì mình thích hấp à, không thích làm gì, hấp luộc thôi. Nướng hay gì mình ướp vô là mất vị hết rồi. Sẵn nói chuyện mùa dịch này ha. Trời ơi, tao nói siêu thị á, nó vắng thôi là vắng. Vắng như chùa Bà Đanh. Mà người ta vô người ta mua, thường thường người ta cũng nghe mình tư vấn lấy này lấy kia. Còn giờ ha, trời Phật ơi, mình lại người ta đi xa mình luôn. Mà mình cũng dám lợi gần ta nữa. Ngon lấy thử mùi. Nó dai. Đừng cầm ăn. Vì hải sản chứ mình không thích ăn tôm đâu. Tôm cua không thích. Ăn mực và tuột thì được. Ăn nhiều cũng được. Làm dĩa rau chơi với mọi người. Chứ cũng không ăn rau được nhiều. Vui á. Thấy là tâm sự mọi người quên. Anh nói cái mùa dịch này nha, tội nhất là mấy cô mấy chú bán vé số á. Trời ơi, bình thường á, đã nói bán vé số cũng là khổ rồi. Ngày lợi trăm mấy, 200 ngàn. Mà có nhiều khi có mấy cô á, thật nghiệp lắm, nuôi cả gia đình chứ không phải là sống mình ta đâu. Tại mình cũng cho mấy cái chương trình nhân ái á. Mấy cô mấy chú bán số toàn là nhiều khi có con tật nguyện đối làm. Trời ơi, họ già họ mới nuôi. Mà giờ vé số ra vậy, ngưng vậy á. Cũng tội nghiệp người ta. Thôi là mình nhờ thấy mấy cái tấm lòng hậu tâm á, người ta giúp đỡ. Chứ thôi chắc cũng tội nghiệp. À, sẵn mình nói cái vụ mà gạo á, phát gạo từ thiện cái ATM vậy đó mọi người. Trời ơi, mình thấy cái con đĩ nào bằng cái làm cái váy mà váy chống nắng á mọi người. Đi xe thì đi xe tay ga. Đi cả dòng cả họ kéo cả lũ vô. Mà đủ mẹ. Nhà biết có nghèo hay không mà đi lấy gạo người ta. Sao không để cho mấy người nghèo khổ người ta lấy. Bởi tao nói hả, một số người mình mất ý thức lắm mọi người. Mình thì không giàu thiệt, nhưng cũng đủ ăn. Mình nhiều xuống mình không bằng ai, nhưng mà ngó xuống thì không ai bằng mình. Nhìn mấy cô chú bán vé số chứ tội nghiệp lắm. Người ta đi kiếm từ đồng từ cắt cho người ta được ký gạo, 2 ký gạo hay thùng mì, 2 thùng mì, ta mừng lắm mọi người. Còn có mấy người sao mình không hiểu nha, giàu có cũng đủ ăn mà sao đi xin chi ha mọi người. Ngon ghê mọi người. Không hiểu nổi luôn á. Giàu có đủ ăn rồi thôi mình tự ăn đi. Đi xin người ta làm chi, lấy gạo làm chi hả. Trời ơi, mình thấy mấy cameraman quay lại á, chắc đậu quần chết luôn ha mọi người ha. Không nghĩ sao chứ nếu mà gặp mình thì chắc quê chết luôn á. Mình không có can đảm mà để đi đó vậy. Thiệt. Nhìn nó mà thấy tội cho mấy người đứng đợi. Mấy người thấy mấy cô mà đứng đợi sau lưng á, già người ta già mà người ta cực khổ nhịn lam lũ. Mà sao mấy con mẹ đó cũng đi xin rồi mà kéo cái dòng cả họ có lũ nha, đứng về trước á nha. Trời mà người ta không cho, mà gạo nó không xuống nha mọi người. Đứng, vẫn đứng. Xong ra làm sao cho đứa khác lên, xong rồi vẫn đứng lại nữa. Trời đất ơi. Tôi nói nó quê gì đâu á, làm nhục nhã. Không biết bữa sau có lợi nữa không hả mọi người ha.
Ai có quay vô chia sẻ mình coi nha, con mẹ lồn nó có lệnh không? Công nhận ngon ghê mọi người, cuốn thêm cuốn không? Ăn từ từ thôi. Cái này ăn gấp nó cũng ngon. Hôm nay nghỉ mà ngồi chuyện ra lâu xíu. Trời ơi. Cái món này không phải ở đâu cũng có bán đâu nha mọi người, đa số là người miền Tây ghiền lắm. Miền Tây mình thích ăn chiên chiên cuốn vậy nè. Trời ơi. Có ăn là nhức nách. Rồi sáng hôm qua, tối hôm qua mình định là làm bánh xèo mà nghĩ là thôi cái bếp điện chắc không làm bánh xèo nó không ngon đâu. Nên thôi làm cái này đi ra chợ, nay ra chợ thấy cá cơm ngon quá chứ bình thường không có cá cơm đâu mọi người. Mình đi chợ dễ không có cá cơm đâu, người ta mua hết trơn à. Bữa nay đi ra sao có cá cơm, hên quá, mua luôn. Người thấy không? Hải mình chiên nha, rồi mình còn đi dọn dẹp nữa. Nó phải ăn liền không? Mở còn giòn vậy đó. Cái này ai muốn cuốn với bún, có bánh tráng thì cuốn nha mọi người, còn mình không có ăn bánh tráng. Cuốn rau với bún vậy. Nhiều khi lười đó mọi người, ở dưới quê mà lười, kiểu ăn này mà lười, thèm mà lười á. Cắt ra trộn luôn, trộn với bún luôn. Giống như ăn bánh xèo mà ăn ngán quá mà không sao ăn nổi á. Trộn bánh xèo chan nước mắm cho ăn, trời quá thấy vậy chứ ngon lắm nha. Mùa mưa mà ăn mấy cái này ngon lắm mọi người ơi. Cái miệng bự thì cứ ăn nhiêu á, dòm nó được nhiêu á, lớn họng lớn sát thì chứ không dòm được nhiêu quá mọi người. Nói cái này ha, bây giờ mọi người để tới chiều đi, trời ơi ngủ thức dậy giấc nha, trời mưa nè ăn tới hơi rồi luôn, không có gì xuống bằng. Miền Tây mình chỉ có nước mắm tỏi ớt nha mọi người, trời ơi tao nói ghiền. Ăn về ai sợ mình cũng thích làm nước mắm tỏi ớt nữa mà mình làm đậm hơn xíu, thích ăn gì đó chứ không biết ăn muối hải sản. Mình thích ăn mắm tỏi ớt thôi, làm sẵn một keo vậy bỏ tủ lạnh chừng nào ăn, ví dụ mình mà chấm hải sản mình làm mặn hơn xíu. Một cũng ngon nữa mọi người, ngon kinh khủng. Nói hải sản chỉ cần theo mình chỉ cần hấp là ngon, đừng làm gì hết. Hấp bỏ miếng hạt nêm cà no vô mọi người, trời ơi hạt nêm cà no chứ hả, nó làm được nhiều thứ lắm nha, kho cũng được, nấu canh cũng được, chiên xào gì cũng được hết trơn, bỏ nó vô là tao nói hả mọi thứ đều ngon. Hạt nêm cà no mọi người, đặc biệt nha, cà no chay ăn ngon hơn nha mọi người, mình mua cà no chay á mình ăn nó tiện. Thôi xin chào mọi người nha, hẹn mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ nha.